Mến chào cả nhà, hôm nay rất vui gặp lại quý vị trong clip đi thực tế này. Hôm nay là sáng ngày 28 tháng 12, mời cả nhà cùng mình đi tham quan thực tế toàn tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, dài gần 23 cây số, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trước mắt ở đây là nút giao quốc lộ 80 và cầu Mỹ Thuận 2, một view khá đẹp nhìn về hai cây cầu Mỹ Thuận song song nhau. Cầu cũ là trên tuyến quốc lộ 1, cầu mới là trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Giờ chúng ta bắt đầu từ trên quốc lộ 80, rẽ phải để vào cao tốc đi Cần Thơ. Hiện nay, cả hai nhánh ra vào cao tốc của nút giao này đều đã hoạt động. Nhánh vào cao tốc gần cầu Cái Đôi là để đi lên cầu Mỹ Thuận 2 đi về Sài Gòn. Góc nhìn này cho ta thấy, sau khi qua cầu đầu tiên có tên là cầu tập đoàn 13 thì tuyến cao tốc bị thu hẹp lại từ 6 làn xe xuống còn 4 làn xe và không có làn dừng khẩn cấp, cũng giống như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Do đây chỉ là giai đoạn 1 của dự án này, theo thiết kế hoàn chỉnh thì tuyến cao tốc này sẽ có thêm 2 làn dừng khẩn cấp giống như tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã đưa vào hoạt động. Cao tốc này được chạy tối đa là 90 km/h, giống như cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng vừa được nâng lên 90 km/h. Tuy mỗi bên chỉ có 2 làn xe nhưng mình thấy cũng thoải mái vì nền đường của cao tốc này là 17 m. Trước mắt ở đây là cầu Nhà Dài ở km 108 cộng 167. Số km này được tính từ Sài Gòn về, còn tính từ cầu Mỹ Thuận 2 thì mình mới đi được hơn 2 cây số. Hiện cao tốc này vẫn chưa hoàn chỉnh, chúng ta chỉ đi được một chiều từ Mỹ Thuận qua Cần Thơ, chiều ngược lại thì chỉ có xe công vụ được đi. Vì thế chúng ta phải cẩn thận, dọc đường vẫn còn công nhân đang làm việc trên tuyến. Trước mặt ta đây là cầu vượt ở xã An Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp. Đây là cầu vượt ngang cao tốc đầu tiên của tuyến này. Và kế đây là cầu Sơn Cầu, cách ủy ban xã khoảng 700 m. Chỗ này khá nguy hiểm vì vẫn còn công nhân đang làm việc. Đây là trạm trộn bê tông nằm giữa cầu Xéo Trầu và cầu Xéo Lò. Vậy là chúng ta đã đi hơn 7 km. Cao tốc này không có làn dừng khẩn cấp nhưng có bố trí điểm dừng khẩn cấp. Trước mắt ở đây là điểm dừng khẩn cấp ở gần cầu Xéo Lò
Đây là cầu vượt thứ hai, nằm giữa cầu kênh 19 tháng 5 và cầu Ba Càng. Cầu Ba Càng ở km 119 cộng 523. Như vậy là mình đã đi hơn 13 cây số và chuẩn bị sắp đến nút giao DT908. Trước mắt ở đây là nút giao DT908. Đây là điểm ra vào cao tốc duy nhất ở giữa tuyến này. Rẽ phải ở đây, ta sẽ ra quốc lộ 54 và quốc lộ 1. Nút giao này vẫn chưa hoàn thành. Vậy là xe vào cao tốc đi thành Cần Thơ sẽ phải đi hết tuyến 23 cây số. Mọi người nên cân nhắc trước khi đi thử tuyến cao tốc này nha. Cầu Gạch Múc. Rồi, sắp hết cao tốc rồi nha. Ra tới cái nút giao cuối cùng rồi. Nè, cái bạn kết thúc kìa. Nhanh quá ha. 23 cây số tới, chạy chút xíu tới thôi. Đạp chậm. Nhanh ghê lắm rồi. Con này thấy hình như là chưa ổn lắm rồi. Đang nó còn nới rộng rồi. Những cái nút này là nút giao cuối cùng nè. Ra khỏi cao tốc nè. Chỗ này là thị xã Bình Minh, quê vợ của thằng Trọng đây nè. Đây là nút giao Chà Bà, cũng là điểm cuối của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Vậy là ta đã đi xong toàn tuyến 23 cây số của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Rẽ phải chỗ này là qua thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long, đi thẳng là ra quốc lộ 1 để lên cầu Cần Thơ. Ta thấy nút giao này vẫn chưa hoàn thành, còn khá nhiều việc để làm, do đó vẫn chưa cho xe chạy vào cao tốc để đi về Mỹ Thuận. Dự kiến tết tây này sẽ hoàn thành nút giao này để thông xe hai chiều. Điểm cuối của tuyến cao tốc này là ở km 130. Như vậy là từ Sài Gòn về đến cầu Chà Bà lớn của tỉnh Vĩnh Long là 130 cây số. Nếu đi đúng với tốc độ tối đa thì chưa đến 2 giờ chúng ta đã có thể đến cầu Cần Thơ. Cuối cùng, xin chúc mừng người dân miền Tây.